không cố gắng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Tin đất nước lúc bấy giờ, cả trước và sau nội chiến đều vô cùng phức tạp, rất nguy nan. Điều duy nhất tôi muốn nói ngày hôm nay là sự thật là vậy đó. Đó là một phần của lịch sử. Trên thực tế, như tôi đã nói, Ukraine thuộc Liên Xô là kết quả của chính sách của những người Bolshevik, và có thể được gọi một cách chính xác là Ukraine mang tên Vladimir Lenin. Ông ấy là người đã tạo ra nó và cũng là kiến trúc sư. Điều này đã được chứng thực đầy đủ và toàn diện bởi các tài liệu lưu trữ, bao gồm cả những chỉ thị cứng rắn của Lenin về đổi bớt, là vùng thực tế đã bị sáp nhập vào Ukraine. Và ngày nay, thế hệ trẻ con cháu biết ơn ông ấy bằng cách lật đổ tượng đài của Lenin ở Ukraine. Họ gọi đó là quá trình giải trừ chủ nghĩa cộng sản. Các vị muốn giải trừ rất tốt, nó khá phù hợp với chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không cần những điều đó. Nhưng đã làm thì đừng làm cái kiểu dừng lại giữa chừng như vậy. Chúng tôi đã sẵn sàng cho các vị thấy thế nào là giải trừ tuyệt đối với Ukraine. Nga không có kế hoạch xâm chiếm các vùng lãnh thổ Ukraine. Mục đích cuối cùng của chiến dịch quân sự đặc biệt là bảo vệ người dân, là đối tượng bị diệt chủng suốt 8 năm bởi chế độ Kiev, ông Putin tuyên bố sáng ngày 24 tháng 2. Ông nói thêm, Moscow sẽ dấn thân trong việc phi quân sự hóa Ukraine và đòi lại công lý cho người dân thường chịu đựng sự độc tài. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moscow không có kế hoạch tiến sâu hơn và xâm chiếm toàn bộ Ukraine. Chúng tôi không chống lại bất kỳ ai bằng vũ lực, ông chủ điện Kremlin nói thêm. Ngay sau khi các lực lượng Nga tiến vào từ phía Bắc, phía Đông, phía Nam Ukraine, cũng như nhiều thành phố bị oanh kích,